vì sao Công Phượng bị xin chui lên xây loại khỏi đội hình đấu Standard League. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Bỉ, Công Phượng vắng bóng trong danh sách đăng ký thi đấu giải vô địch quốc gia nước này. Điều này có thể đã khiến các cổ động viên Việt Nam cảm thấy không hài lòng, thậm chí giận dữ, nhưng với ELV Mark Brice thì ông đã có những tính toán rất kỹ lưỡng của mình. Hai vòng trước, dù không có nhiều cơ hội thể hiện, nhưng ít nhất thì tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn có tên trong danh sách đăng ký và ngồi trên ghế dự bị. Việc anh bị loại sau khi có pha kiến tạo đẹp mắt ở trận giao hữu cách đây ít ngày, rõ ràng để lại sự hụt hẫng. Thế nhưng, việc Công Phượng không được đăng ký thi đấu đã được dự đoán từ sớm. So với các cầu thủ ở Shin Chui Đen C, chân sút Việt Nam đều không thể bằng, thậm chí thua xa về thể hình, thể lực cũng như phong cách chơi của bóng đá châu Âu. Một vấn đề khác, Shin Chui Đen C đang xếp thứ 15 phần 16 trên bảng xếp hạng, với 0 điểm sau 2 trận toàn thua. Thêm một thất bại sẽ là thảm họa, nhất là trong bối cảnh ban lãnh đạo và ELV Mark Brice đang phải chịu rất nhiều sức ép từ phía cổ động viên đội bóng này. Đã có những băng rôn phản đối đội bóng, keo kiệt, khi bán đi nhiều cầu thủ giỏi nhưng không chịu đưa về các bản hợp đồng chất lượng. Đó là lý do Shin Chui Đen C đang quyết tâm chiêu mộ hai cầu thủ tấn công là Lee Seung Uy, được ví là Messi Hàn Quốc, và Tatsuya Ito, một tài năng sáng giá của Nhật Bản. Có thêm hai gương mặt mới này, tương lai của Công Phượng sẽ càng trở nên mờ mịt. Trở lại trận đấu tối nay, tiếp Standard League còn là một trận đấu đặc biệt với Shin Chui Đen C. Đây là hai đối thủ đại kình địch của nhau, luôn so kẻ từng chút về thành tích trong quá khứ. Với Shin Chui Đen C, Standard League như một cái gai trong mắt và ngược lại. ELV Mark Brice muốn sử dụng đội hình mạnh nhất, thay vì mạo hiểm tin tưởng các tân binh như Công Phượng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ở mùa giải năm nay, chân sút người Việt Nam sẽ phải quen với việc thường xuyên bị gạch tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng. Hoàng Quốc, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.